Hey, xin chào các bạn. Trong suốt quãng thời gian đi dạy của mình thì mình để ý thấy rằng có những từ mà hầu như người học nào cũng phát âm sai. Trong ngày hôm nay mình sẽ liệt kê ra 5 từ mà các bạn thường phát âm sai. Từ thứ nhất của chúng ta là từ này. Các bạn thử xem các bạn thường phát âm sai như thế nào nhé. Procedure. Các bạn thấy đấy, các bạn thường hay phát âm sai từ này là procedure đúng không? Các bạn phát âm, các bạn đánh vần một từ tiếng Anh và các bạn đọc một từ tiếng Anh như là các bạn đang đọc một từ tiếng Việt ý. Procedure. Nhưng mà rất tiếc nó không phải là procedure mà nó là procedure. Procedure. Chúng ta cùng học phát âm thật chậm từ này nhá. Procedure. Các bạn lưu ý là từ này là một từ có 3 âm tiết và trọng âm của nó rơi vào âm tiết thứ hai, cho nên các bạn nhớ phải nhấn vào âm tiết thứ hai nhé. Procedure. The data. Procedure. Từ procedure có nghĩa là quy trình. Các bạn đừng nhầm lẫn từ procedure với cả từ process, bởi vì process có nghĩa là quá trình, còn procedure là quy trình. Danh từ procedure thường hay kết hợp với động từ follow. Follow có nghĩa là tuân theo. Ví dụ, we must follow the standard procedure. We must follow the standard procedure. Có nghĩa là chúng ta cần phải tuân theo một quy trình chuẩn. Grit. Có phải các bạn nghe từ này thành từ grit không nhỉ? Grit. Bạn ấy đọc là grit đúng không? Thế nhưng mà cái từ mà mình đưa cho bạn ấy đọc ấy thì lại không phải là từ này, mà rất tiếc lại là từ. Các bạn rất hay nhầm lẫn hai từ này với nhau. Các bạn nhớ rằng là cái từ tuyệt vời ý, chúng ta phải đọc là gì? Great. Thế còn từ chào hỏi thì nó sẽ là greet. Các bạn nhớ này, để phát âm chuẩn được từ great thì thứ nhất các bạn nhớ là nguyên âm của từ này là âm A. Và thứ hai nữa là cặp phụ âm gr đứng ở đầu của từ này. Các bạn nhớ phải phát âm thật chuẩn hai cái phụ âm này thì mới ra được từ great. Các bạn nhớ này, great, that's great. Thế còn từ greet thì các bạn nhớ là nguyên âm của nó chính là âm y dài, có nghĩa là sao, là khi đọc thì chúng ta nhớ là miệng phải kéo căng ra hai bên. Greet, ok, greet có nghĩa là chào hỏi. Cặp từ tiếp theo của chúng ta là từ change và từ chance. Change. Có phải các bạn hay phát âm từ này là Change. Nếu như thế thật thì các bạn cũng đừng lo lắng, bởi vì là có rất là nhiều người cũng giống như bạn. Và cũng mình cũng xin nói luôn với cả các bạn là từ này là một trong những cái từ mà phát âm cực khó. Bởi vì sao? Vì là có hai cái phụ âm đứng ở đầu và phụ âm đứng ở cuối đều là những phụ âm mà phát âm khó ở trong tiếng Anh cả. Từ change, các bạn nhớ này, có phụ âm ch đứng ở đầu này, change. Và chúng ta có một phụ âm đứng ở cuối là âm change. Các bạn thấy không? Để phát âm được đúng từ này thì các bạn nhớ phải chu môi lên nhá. Change. Thế còn từ chance thì phát âm dễ hơn rất là nhiều. Các bạn chú ý này. Chance. Theo là từ thứ tư, các bạn để ý xem các bạn thường hay phát âm từ này như thế nào nhá. Children. Các bạn ơi, các bạn nhớ đừng phát âm từ này là children hay là children nhé. Nó không phải là children đâu mà là children. Children có nghĩa là sao nhỉ? Các bạn thường hay bỏ lỡ âm d ở trong từ này. Các bạn nghe kỹ lại này. Children. Từ cuối cùng trong tổng số 5 từ của chúng ta chính là từ building. Các bạn có thấy ngạc nhiên không? Thật không ngờ là từ này mình cũng phát âm sai đúng không? Mình đọc thật chậm lại từ này này. Building. Như vậy các bạn thấy là chúng ta phát âm từ này là build, tức là âm y đúng không? Building, chứ không phải là building. Các bạn nhớ chưa? Không phải là build, không phải là you, mà là build, building. Tương tự như từ này, các bạn cũng hay phát âm sai từ milk. Các bạn hay phát âm nó là milk. Các bạn nhớ này, để ý kỹ khẩu hình miệng này. Milk. Như vậy là vừa rồi mình đã liệt kê ra 5 từ mà các bạn thường hay phát âm sai. Nếu như các bạn thích video này thì hãy nhớ like, share và nhớ để lại comment ở phần phía dưới nhé. Xin chào các bạn. Bye.